nhằm tạo độ bao phủ nhanh, rộng vaccine trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến khó lường. Thời gian qua, ngành y tế Bến Tre luôn ưu tiên các hoạt động truyền thông, đảm bảo nhân lực, vật lực cho các chiến lược tiêm chủng, đảm bảo các buổi tiêm diễn ra an toàn, vaccine về đến đâu là tiêm hết đến đó. Theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, đến nay Bến Tre đã đạt được tỷ lệ phủ vaccine liều cơ bản. Người từ 18 tuổi trở lên tiêm nhắc lần 1 đạt tỷ lệ gần 96%, tiêm nhắc lại lần 2 đạt tỷ lệ 44%, tăng 12% so với những tuần đầu tháng 7. Đối với trẻ từ 12 đến 17 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 3 đạt gần 50%. Riêng nhóm trẻ từ 5 đến 12 tuổi, tỷ lệ tiêm chủng tiếp tục tăng, mũi 1 đạt tỷ lệ hơn 89%, mũi 2 đạt gần 59%. Hiện Bến Tre vẫn tiếp tục duy trì nhiều điểm tiêm rải khắp các địa bàn trong toàn tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi đến lịch tiêm tham gia tiêm chủng. Người dân có thể tiêm chủng ở bất cứ điểm tiêm chủng nào được bố trí, dù không phải người dân địa phương. Các mũi tiêm sẽ được kiểm tra cập nhật trên dữ liệu tiêm chủng phòng COVID-19. Hiện nay dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc, có nhiều mối nguy cơ bùng phát trở lại, đe dọa sức khỏe người dân, cùng với đó là sự bùng phát mạnh mẽ của nhiều dịch bệnh khác như đậu mùa khỉ, sốt xuất huyết, tay chân miệng. Vì thế, trong giai đoạn hiện nay, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trong phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm các khuyến cáo của ngành y tế về khẩu trang, khử khuẩn, vệ sinh môi trường sống, nhà ở, diệt lăng quăng, bọ gậy, thăm khám sức khỏe khi có dấu hiệu bất thường và tiêm vaccine khi được khuyến cáo.